Xin chào các bạn đang xem Bện TV. Các bạn thân mến, hiện nay thì những tòa nhà chọc trời đã mọc lên ở khắp các mọi nơi khi mà hàng ngày những công nhân xây dựng của chúng ta đang miệt mài xây nên những tòa cao ốc mới thì đâu đó vẫn còn những căn nhà cũ kỹ sẽ lọt thỏm ở giữa và chủ nhà thì khá là bấn bỉnh đến mức mà không chịu dọn đi. Tại sao lại như vậy nhỉ? Tại sao những căn nhà này vẫn luôn bám trụ vững chắc đến vậy? Vậy thì trong video ngày hôm nay hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu. Và hãy để lại comment xuống phần dưới để cho chúng mình biết đâu là ngôi nhà mà bạn cảm thấy thú vị nhất nhé. Những ngôi nhà bướng bỉnh nhất thế giới. Bắt đầu vị trí số 1, ngôi nhà của gia đình họ Wu. Các bạn biết không, để xây dựng được một ngôi nhà đã là vô cùng vất vả rồi, thế mà tự nhiên người ta lại bắt mình phải chuyển nhà đi thì ai mà không quạo được cơ chứ. Nhưng mà đối với gia đình nhà họ Gu này thì không chuyển đi ngay lại là một trong những điều vô cùng tiếc nuối đấy. Được biết thì gia đình họ Gu là một trong số 280 hộ gia đình sống trong một trung tâm mua sắm 6 tầng được xây dựng dang dở ở Trùng Khánh. Suốt 2 năm thì gia đình gồm có 3 thế hệ này từ chối di rời đến chỗ khác vì không hài lòng với những khoản tiền bồi thường với trị giá là 3,5 triệu nhân dân tệ, khoảng 12 tỷ đồng. Mặc dù đã bị công ty xây dựng cắt điện, nước và đào đất sâu tới 10 mét xung quanh, gia chủ vẫn kiên quyết là bám trụ tại căn nhà chờ chọi giữa công trình xây dựng này. Ông chồng thì bắc thang để có thể đi vào nhà, còn bà vợ thậm chí còn quảng cáo với truyền thông về ngôi nhà để gây áp lực với công ty xây dựng. Mãi cho đến 2 năm sau, gia đình này mới chịu chuyển đi và được đền bù một căn nhà mới và số tiền 1 triệu nhân dân tệ. Đấy có chán không chứ? Đang từ 3,5 triệu lại xuống luôn 1 triệu nhưng mà lại được một căn nhà mới. Các bạn thử tính xem như thế này là lỗ hay là lãi nhỉ? Nhớ bình luận ngay cho mình biết với nhé. Nhưng đây mới chỉ là một trong những trường hợp thôi, nên là đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Vị trí số 2, ngôi nhà ở Côn Minh, Trung Quốc. Các bạn thân mến, nếu như gia đình họ Gu khiến cho chính quyền địa phương không làm gì được thì ngôi nhà này lại bị chính quyền gây áp lực buộc chủ nhà đã phải rời đi. Ồ thế là sao nhỉ? Ngày 28 tháng 10 năm 2010, công ty xây dựng đã đào con rãnh quanh nhà ông Triệu ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Và những trận mưa to sau đó đã làm cho nó trở thành một trong những con hào. Tuy nhiên thì ông Triệu vẫn bám trụ ở đó. Khi được hỏi vì sao không chuyển đi thì ông Triệu bảo nhà của ông đã xây dựng trên đất của nhà nước, nhưng chủ đầu tư sẽ đến đền bù theo tiêu chuẩn đất của xã, thế nên chẳng được mấy tiền cả. Vì vậy, ông và gia đình đã không ký vào trong bản thỏa thuận. Người đàn ông này vẫn tiếp tục sống trong ngôi nhà với vợ và người mẹ cao tuổi khi tất cả các tòa nhà khác trong khu vực đã bị phá hủy. Chỉ còn lại một mình tòa nhà của ông ta cô đơn trong một khu đất rất rộng. Bạn nghĩ sao về việc sống trong một ngôi nhà chờ chọi giữa cánh đồng như thế này? Ngay lập tức comment ngay xuống phần bình luận của mình trước khi mà chúng ta đến với vị trí thứ 3 nhé, nơi mà ai cũng muốn đặt chân đến một lần trong cuộc đời đấy. Số 3, trang trại ở sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản. Có bạn nào đang là du học sinh ở Nhật Bản không nhỉ? Các bạn có thể kể cho mình biết về cuộc sống ở Nhật của các bạn xuống phần dưới phần bình luận được không? Ai cũng biết là Nhật Bản là một trong những đất nước nổi tiếng với quá trình đô thị hóa và phân bổ đất đai cực kỳ là hợp lý và vương vức, nhưng có một trường hợp mà cho đến ngày nay họ vẫn phải bó tay bất lực. Vào năm 1996, chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch xây dựng một sân bay mới ở Narita, nhưng công việc gặp không ít những trở ngại mà phần lớn là do người dân không chịu di rời nhà, thậm chí còn biểu tình để chính quyền không được xây dựng đường băng qua ở đây. Đến ngày nay thì nằm giữa đường băng số 2 vẫn là một trong những trang trại lớn và việc thi công đường băng số 3 đã bị ngăn cản bởi những căn nhà nhỏ. Bất chấp mỗi ngày có khoảng 100 máy bay lượn vèo vèo ở trên đầu, trụ của những căn nhà này vẫn luôn bám trụ và không có ý định rời đi. Sống bên một sân bay khổng lồ thật không thể nào dễ dàng, chỉ riêng tiếng máy bay cất cánh và hạ cánh cũng đã đủ trói tai rồi. Thế nhưng đối với người đàn ông Nhật Bản Takao Sito này thì chẳng sao cả, vì đây chính là nơi duy nhất để đáng sống. Thậm chí ông đã từ chối lời đề nghị nhận lấy hơn 1,7 triệu USD cho mảng đất của gia đình. Đúng là trường hợp có 102 luôn các bạn nhỉ? Các bạn thấy việc này có hợp lý không? Đừng mãi xem video mà quên comment xuống bên dưới về trường hợp này nhé! Số
Số 4, ngôi nhà 108 tuổi ở Sister, Mỹ. Tạm biệt đất nước Nhật Bản, chúng ta sẽ chuyển đến Mỹ để có thể tìm hiểu một căn nhà đã vô cùng là nổi tiếng nhé. Các bạn hãy thử đoán xem căn nhà này đã được lên phim hoạt hình gì nào. Bà Edith Masterfield đã nổi tiếng trên khắp thế giới vào năm 2006 khi mà quyên quyết từ chối khoản bồi thường với trị giá là 1 triệu USD của chính quyền ở thành phố Banlax, Seattle để có thể dỡ nhà và xây một trung tâm thương mại. Những người cho rằng đây chính là câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Sau khi mà không thuyết phục được bà Edith thì công ty xây dựng phải xây tòa nhà 5 tầng bao quanh căn nhà nhỏ 108 năm tuổi này. Ngôi nhà mang tính biểu tượng của Masterfield đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim hoạt hình nổi tiếng Up của Fisa hồi 2009. Khi qua đời ở tuổi 86, bà Edith đã trao quyền thừa kế ngôi nhà cho người giám sát công trình là Barry Martin vì muốn cảm tạ lòng tốt của Martin trong quá trình xây dựng trung tâm thương mại khi ông ấy đã làm bạn với bà trong suốt khoảng thời gian mà bà cô độc. Bạn nào đã xem phim hoạt hình Up Vus Bạch Trời Nhỉ? Có ai thích căn nhà của mình bay lên toàn bong bóng như thế này hay không? Đừng chần chừ gì, hãy comment tôi muốn bay dưới phần comment nhé! Thật ra thì sự tồn tại của những ngôi nhà vừa rồi với một mục đích đó chính là cần một số tiền bồi thường thật thỏa đáng và họ sẽ chuyển đi thôi. Nhưng khá là bướng bỉnh, cố hữu và có chút xíu là tham lam phải không các bạn? Số 5, chung cư 8 tầng giữa đường cao tốc. Vừa rồi chúng ta đã bay lên để có thể sang đến Mỹ, còn bây giờ sẽ quay lại với đất nước, đất chật người đông, ngay sát nhà mình, đó chính là Trung Quốc, thôi nào. Vào đầu năm 2015, con đường Châu Đầu Tứ, tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc đã được khai thông. Tuy nhiên thì điều khiến cho mọi người bất ngờ đó là hình ảnh một tòa nhà chung cư 8 tầng nằm thọt lọn trong vòng tròn của con đường. 5 năm trước đó, thì giới chức thành phố đã tới đàm phán với người dân sống ở khu chung cư 8 tầng về vấn đề giải tỏa mặt bằng để có thể xây dựng tuyến đường Châu Đầu Tứ. Sau khi mà đàm phán thành công, thì hầu hết người dân trong tòa nhà chung cư đều đồng ý với mức bồi thường và rời đi nơi khác. Tuy nhiên, đến tận 5 năm sau, hai hộ gia đình sở hữu hai căn hộ rộng 30m² nằm ở tầng 1 vẫn không đồng ý và nhất quyết ở lại. Ơ hay, buồn cười nhỉ? Được biết thì mặc dù các gia đình đều đã chuyển đi gần hết nhưng điện nước trong tòa nhà vẫn đầy đủ. Ngoài việc không thể nào xem phim truyền hình cáp ra thì mọi sinh hoạt vẫn có thể sẽ diễn ra bình thường. Một số người vui tính nói rằng chính quyền đã quá là ưu ái khi mà họ có view nhìn đường cao tốc 360 độ. Các bạn thấy sao về điều này nhỉ? Có vẻ như là đã rất cố chấp đúng không nào? Và tiếp theo sẽ là ở vị trí. Các bạn đã để lại comment về ngôi nhà này xuống phần bình luận hay chưa? Nếu chưa thì hãy mau mau bình luận đi còn gì nữa. Xong rồi chúng ta sẽ đến với vị trí số 6 nhé. Số 6, ngôi nhà ở giữa đường Ôn Lĩnh, Trung Quốc. Đây này, đây chính là ngôi nhà ở ảnh đại diện của chúng mình đấy. Các bạn đang thắc mắc đúng không nào? Ngôi nhà này đã trở nên vô cùng là nổi tiếng vì nó nằm trình hình giữa một trong những con đường mới mở ở thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Gia chủ là một cặp vợ chồng già đã từ chối bán ngôi nhà với mức giá do chính quyền đề nghị từ năm 2001 cho đến năm 2012. Ông Luo Baogen cùng với vợ của mình vẫn khăng khăng sống trong ngôi nhà, lúc này đã bị hỏng một nửa vì họ cho rằng số tiền đền bù của chính phủ chưa thực sự thỏa đáng và hợp lý, mặc kệ cho hàng ngày có xe ô tô chạy vèo vèo qua nhà. Và thay vì là lo lắng cho tai nạn giao thông khi mà tuyến đường đã được đưa vào hoạt động, ông lại cho biết đó lại là một cơ hội rất tốt vì họ có thể sẽ mở một cửa hàng ở dưới tầng trệt. Tuy nhiên, sau đó một tháng, thì vợ chồng ông Luo đã đồng ý với mức bồi thường mới, đó chính là 41.000 đô và rời đi. Đúng là người đàn ông chẳng có tí chứng kiến nào cả, đúng không nào? Bạn nào thấy giống mình thì đừng quên comment lại ở dưới phần bình luận nhé. Và ở vị trí tiếp theo, vẫn tiếp tục là một trong những ngôi nhà lầy lội khác ở Trung Quốc để xem ngôi nhà của họ như thế nào nào. Số 7, ngôi nhà ngoan cố ở Sơn Đông, Trung Quốc. Một cặp đôi đã ngoài 60 tuổi ở Trung Quốc có tên là Niu Changgen cùng với lại Zhang Zhongjun cũng đã cố thủ trong ngôi nhà của mình ở giữa những ngôi nhà chọc trời tại tỉnh Sơn Đông. Kết quả là cặp đôi này đã bị mắc cạn, lạc lõng giữa khu đất đang bị đào bới lung tung. Cuộc sống của gia đình đôi vợ chồng già luôn bị đe dọa bởi những trộm cướp. Họ luôn phải chống chọi với những ý đồ phá bỏ ngôi nhà bất chính. Vào năm 2009, vợ chồng ông bà đã không được hưởng các dịch vụ cơ bản khi mà những nhà phát triển địa phương phát triển dự án xây dựng hàng loạt những tòa nhà chọc trời.
Các bạn thấy sao về căn nhà của ông bà này nhỉ? Đừng quên comment và thả like cho video một cái để chúng mình sẽ giới thiệu đến các bạn ngôi nhà cuối cùng trong ngày hôm nay nhé. Số 8, ngôi nhà Austin Spring. Đây rồi, ngôi nhà đỉnh của chóp trong video ngày hôm nay. Trên đại lộ của Massachusetts, Washington, bỗng nhiên có một căn nhà nhỏ, lạc quẻ với tất cả những tòa nhà cao tầng xung quanh nó. Căn nhà nhỏ này đã thuộc quyền sở hữu của Austin Spring khi ông ấy đã mua nó vào năm 1980. Năm 2006, khi mà những nhà thầu bất động sản ở Washington DC đã ra giá là 3 triệu đô, suy suất vào 70 tỷ đồng để mua lại ngôi nhà này, mặc dù trước đó nó đã được chỉ định với giá là 200.000 đô, tức là vào khoảng 4,6 tỷ đồng. Ông Spring đã kiên quyết từ chối và cho đến năm 2008, bong bóng bất động sản ở Mỹ đã vỡ tung khiến cho ngôi nhà này đã trở nên vô giá. Không biết là ông Spring có hối hận hay là không khi mà sau đó ông đã phải vay tiền và biến căn nhà của mình trở thành một trong những tiệm pizza nhỏ. Nhưng tiệm pizza không kinh doanh được bao lâu thì ngân hàng đã đe dọa tịch thu căn nhà bởi vì ông Spring đã làm ăn thua lỗ. Và thế là căn nhà đã được ông giao bán với giá là 1,5 triệu đô, nhưng có vẻ nó đã được ông kỳ vọng quá là nhiều. Khi sang tay chủ mới vào năm 2011, căn nhà đã tụt một nửa giá chỉ còn có 750.000 đô mà thôi. Mà nhắc đến pizza, có bạn nào thích ăn pizza giống mình không? Hãy comment kỷ niệm về chiếc bánh pizza ngon nhất mà các bạn từng ăn xuống comment bên dưới nhé! Thân mến, vừa rồi chính là những ngôi nhà lì lợm gây khó chịu nhất ở trên thế giới. Bởi vì độ lầy lội của những chủ nhà ở đây, khi mà bao quanh nơi họ sống là cả một thế giới hoàn toàn khác biệt. Và các bạn có thấy họ quả là bảo thủ khiến cho mình đã rơi vào những cảnh ngộ bị cô lập không nào? Và các bạn đừng quên ấn nút like, share và subscribe cho kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!